Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đệ trình lên Chính phủ thay đổi phương án xử lý 1 triệu mét khối vật chất nạo vét của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận xuống vùng biển cách khu bảo tồn đảo Hòn Câu 8 km. Phương án mới mà bộ này đề xuất cho phép sử dụng vật chất nạo vét của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 san lấp vào khu vực lấn biển cảng tổng hợp, nơi dự kiến đổ vật chất nạo vét của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để đảm bảo tiến độ của dự án theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư. Nơi đổ mới là khu vực lấn biển làm cảng và dịch vụ sau cảng của bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân giai đoạn 1. Dự án này nằm ngoài tổ hợp nhiệt điện Vĩnh Tân. Trong đơn đệ trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng do khu vực biển nơi nạo vét cảng, vũng quay tàu của cả Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân khá đồng nhất về thành phần của vật chất nạo vét, nên vật chất thu được từ nạo vét, vũng quay tàu, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có các thông số cơ lý tốt, chịu được tải từ khá cao đến cao, có thể sử dụng được để san lấp lấn biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nghiên cứu đánh giá phương án sử dụng vật chất từ các hoạt động nạo vét của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân để san lấp lấn biển, chống xói lở bờ biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là phương án mà tỉnh Bình Thuận đã đưa ra tại các kỳ họp mới đây nhằm giải quyết những bức xúc từ phía các nhà khoa học, cộng đồng về việc bảo vệ môi trường bền vững đảo Hòn Câu, một nơi được ví như báu vật của biển.